À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. Ai gì đạo Phật. Khi nhân đức đi ra ngoài thấy mình được tâm sự suốt quý vị. Và được tu chung rồi nhắc nhở suốt luôn nha. Vậy thì cái này thấy nó tốt chứ không phải là không tốt đâu. À, thì thấy những đức tu suốt với vị luôn là tốt. Lúc trước mà nói mà được tu chung với nhau cũng đâu được bao nhiêu đâu. Khi gặp nhau rồi ngồi nói chuyện này chuyện nọ, còn bây giờ gặp nhau niệm Phật không ha, rồi khuyên nhau niệm Phật. Quý vị nhớ là mình mỗi ngày mình cũng niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc đó. Nhưng mà chư tổ sư nói rằng cái tâm muốn sanh cực lạc của mình chưa thật. Chưa thật. À, có khi những việc ở trong cái cuộc đời này bất chợt đến với mình, thí dụ như tứ đại có thể cho mình thì tứ đại cũng có thể lấy lại. Chúng ta mang cái thân tứ đại này, mình nói mình niệm Phật, mình muốn về thế giới của Phật thôi. Nhưng chư tổ sư nói rằng là khi mình gặp một sự cố gì, bản thân mình sẽ phát nguyện không thật. Giống như tổ sư nói rằng giờ này niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc, nếu giờ này Phật A Di Đà đến rước chúng ta liền, chúng ta nói dạ chờ con còn việc chưa làm xong, đó gọi là chưa thật. Nếu như cái người mà niệm Phật muốn sanh cực lạc, mà nếu Phật A Di Đà đến bất cứ lúc nào thì chúng ta không có nói cái gì gọi là chưa xong. Có nghĩa là Phật A Di Đà đến là xong. Còn chúng ta còn nhiều việc lắm quý vị, nên chúng ta cần phải được sự nhắc nhở. Vì sống trong cuộc đời này những cái bất chợt đến với mình nhiều lắm. Nhất là cái mà chúng ta khó buông nhất, đó là tình cảm. Nên mới nói rằng là món nợ lớn nhất của đời người đó là tình cảm. Tình cảm mà nó trói buộc mình không dễ buông ra đâu quý vị. Nên mình là người á, học Phật phải nhận thức chỗ này thiệt là sâu sắc. Có những người người ta cũng gặp Phật Pháp, tu cả đời, nhưng khi cuối cùng là chỉ có cái món nợ tình cảm thôi mà trói buộc người ta không ra khỏi cái lục đạo luân hồi này đó. Nên mình phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Ví dụ như tình cảm người thân, vợ chồng, con cháu. Khi cuối cuộc đời chúng ta chỉ cần một ý niệm tình cảm này mạnh thôi là xong rồi. Là qua một đời tu của chúng ta. Nên mỗi người chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc về cái món nợ tình cảm này. Nó không đơn giản đâu quý vị. Nên mình sống thì phải có tình cảm, nhưng tình cảm nó đến và nó cũng sẽ đi. Chúng ta phải chấp nhận. Và sự thương yêu gì rồi chúng ta cũng phải chia lìa. Việc này là 100% chúng ta phải phải chấp nhận. À. Tuy là nghe gì có khi nó não lòng một chút đó, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái chuẩn bị trong cuộc đời này. Có những cái người thân mình nghĩ rằng là giữa mình với họ còn trẻ còn khỏe mà chưa đâu, chưa xa nhau đâu, biết rằng là học Phật thì cũng nghe rằng sinh ly tử biệt đó, nhưng mà chưa đâu, chưa chắc.
Có những người rất khỏe nhưng chúng ta có thể bất tử, chúng ta chia tay. Chia tay mọi nhiều cách quý vị. Có khi mình sẽ chết đi và có khi mình sẽ không còn tình cảm với nhau nữa. Gọi là duyên hợp thì cũng là duyên tan. Đó. Nên nhiều người chúng ta bị món nợ tình cảm trói buộc mình khổ đau. Nên những món nợ khác còn có thể trả được nhưng mà nợ tình cảm này khó. Đời đời kiếp kiếp chúng ta trong lục đạo luân hồi này là do nợ tình cảm mà ra. Có khi đời này mà chúng ta còn hứa hẹn nhiều đời nhiều kiếp sau nữa chứ. Thấy không? À, nếu như bây giờ mà mình học Phật rồi thì mình nghĩ lúc trước mà mình chưa học Phật quý vị biết bao nhiêu hứa hẹn chưa? Mình đã hứa hẹn bao nhiêu lần chưa? Nếu như mà mình mà không nghe Phật pháp thì cái hứa hẹn này của mình trói buộc mình đời đời kiếp kiếp luôn. Đó. Mà rất dễ dính mắc nha quý vị. Rất dễ dính mắc nha. Đụng cái gì cũng dính chứ nha. Cái quần cái áo, đôi dép, đôi giày, con người, gặp ai thấy thương rồi là thấy dính mắc liền vậy đó. Mà đã là dính mắc rồi á thì không có chịu ban bố cho ai người khác đâu. Thường là muốn độc lập của mình nè à, chứ không muốn chia cho ai hết đó. Nên cái món nợ tình cảm này nó dày quá, nên chúng ta tin niệm Phật mà sanh cực lạc thì hiếm lắm, hiếm, vì bị món nợ tình cảm nó trói buộc quý vị à, trói buộc mình đó. Nên mọi người chúng ta hãy chuẩn bị cái hành trang niệm Phật và hãy chuẩn bị cái mà chúng ta chia tay nhau trong cuộc đời bất chợt đi. Thật sự trong cuộc đời là như vậy mà. Thì phải nhớ rằng là có những khi chúng ta sẽ thấy người thân của mình trước mặt mình và họ biến mất trước mặt mình mà chúng ta không làm gì được. À, trong bao nhiêu con người chúng ta rồi quý vị sẽ có những lúc quý vị sẽ thấy. Quý vị biết rằng là có những người thân thương trước mặt người ta gặp một cơn bão tố lũ quét trước mặt người ta sẽ không làm được gì khi thấy người thân người ta đang trôi bồng bềnh và đi vào cái chết tuyệt vọng. Thấy không? Nên trong cái cõi này là đưa mình và cũng sẽ lấy lại từ từ chính đôi tay mình. Nên chúng ta phải chấp nhận. Phải chấp nhận. Nên mỗi ngày phải gầy dựng cái tâm niệm Phật giảng sanh cho cực kỳ mạnh. Và phải luôn luôn sâu sắc vào cái việc ở trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan. Nhớ. Không có cái tiệc vui nào mà không tàn. Khi mình nhận thức được như vậy rồi thì cái hành trang mình chuẩn bị sẽ mạnh lắm. Nó sẽ đỡ đỡ rất đỡ nhiều cái mà khổ đau bất chợt đến với mình. Giờ mình rất là giàu đó, ví dụ như tiền bạc mình rất nhiều đó, địa vị mình rất lớn đó, nhưng mà nó sẽ lấy lại bất chợt. Chúng ta phải luôn luôn chấp nhận. Và sức khỏe mình đang rất tốt đó quý vị, sức khỏe đang rất tốt luôn đó. Và sức khỏe này sẽ bị mất đi bất chợt. Bất chợt chúng ta sẽ mang một chứng bệnh mà chúng ta không còn sức khỏe nữa. Nó những điều này nói giống như là tiêu cực ấy, nhưng mà đối với cái người mà thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc lại là tích cực. À, nên từ nơi đó mình phải nhận thức gì, người chồng người vợ này nói với mình bao nhiêu tình cảm thương yêu mà rất chân thật luôn, nhưng cái phía sau đó có khi bất tử người vợ người chồng này đã có mối tình khác. Khi đổ vỡ ra chúng ta thật sự mình bị mình hụt hẳn và mình không thể nào tưởng tượng được người mà mình đặt trọn lòng tin họ lại trở thành người như vậy. Nên quý vị nghe những điều này nó không thiệt thòi đâu. Nếu nó không có thì tốt. Nhưng nếu nó có, quý vị sẽ có cái khả năng để mà giữ được chính mình. Vì cuộc đời vô thường mà. Nó nói là vô thường thì cái gì cũng là vô thường. Đã nói là khổ không nói hết thì ở cõi này bao nhiêu cái khổ, cái gì cũng khổ.
vì khổ không nói hết đó, nó cứ đi vào cái khổ, đi vào cái khổ. Có nhiều người chúng ta đang khổ, chúng ta vẫn không biết mình đang khổ. Thật sự quý vị biết bao nhiêu con người đang hiện tại không biết mình đang khổ chưa? Không biết bao nhiêu mà nói. Quý vị biết vì sao họ khổ, cực kỳ khổ, chúng ta khổ thiệt khổ mà chúng ta không biết mình khổ không? Vì mình quen rồi quý vị. Và mình chấp nhận ở trong cái khổ đó để mỗi ngày khổ và chết khổ. Nên cái người học Phật niệm Phật mình muốn sanh cực lạc là mình đang dùng dãy quý vị. Mình đang dùng dãy để mình thoát cái khổ của cõi ta bà này. Mà mình muốn sanh về thế giới cực lạc. Vì sao gọi là cực lạc? Vì ở cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà không có cái khổ gì hết. Có nghĩa là cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Nên mới nói là cùng cực an lạc. Mới nói là thế giới cực lạc. Còn cái cõi của mình gọi gọi dễ hiểu gọi là thế giới khổ đau. Mình đây gọi là thế giới khổ đau. Còn thế giới của Phật A Di Đà là thế giới an lạc. Đó. Còn thế giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gọi là thế giới khổ đau. Nên một vị giáo chủ thì độ chúng sanh trong trược ác, khổ đau. Nên vị giáo chủ này khuyên mình nên sanh về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bắt tay với nhau. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Hai người nói rằng cái quốc độ của tôi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói khổ quá, còn cái quốc độ của ngài quá vui. Ngài có thể cho nhân dân của quốc độ tôi để di dân về cái quốc độ của ngài được hay không? Phật A Di Đà ngài nói rất rất hoan hỷ, vui vẻ để đón tiếp những người ở cõi ta bà này về thế giới cực lạc. Thì ngài mới đưa ra phương pháp. Phương pháp là nhớ danh hiệu của ngài. Và nhớ từ khi bình thường, nhớ cho đến lúc mà chúng ta cặn tử nghiệp. Chỉ cần cặn tử nghiệp là lúc kết thúc cuộc đời ở cõi này mà niệm danh hiệu của Phật A Di Đà thì ngài đến tiếp dẫn. Cái đề thi mà đáp án mà được đậu về thế giới cực lạc là đáp án danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mà cái đáp án đó bây giờ chúng ta mỗi ngày đang quân tập nè, đang quân tập, đang quân tập quý vị. Đừng bao giờ cho rằng một danh hiệu Phật đó là dễ dàng quá, dễ dàng lúc chúng ta bình thường, nhưng không dễ dàng lúc chúng ta cặn tư nghiệp. Nên chúng ta lúc bình thường phải siêng năng, phải quân tập thì cặn tử nghiệp chúng ta mới có cơ hội. Vì những Đức nhìn thấy bao nhiêu người niệm Phật khi cuối đời không đơn giản đâu quý vị. Đừng nên lơ là, cũng đừng nên giải đãi, nên dũng mãnh tinh tấn. Bây giờ chúng ta có cơ hội là chúng ta có cái room này chúng ta cùng tu. Và hàng cư sĩ bây giờ quý vị đang thuận tiện, quý vị biết rằng á, bây giờ mấy vị kêu kiếm cái người mà để đem tịnh độ mà chuyên nhất mà để hướng dẫn quý vị hiếm có lắm. Hiếm lắm đó quý vị, tìm hiểu đi. Cực kỳ hiếm luôn á. Nên ngày Hoàng Niệm Tổ á, ngày chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói là cái thời sau này nè là người thành tựu về con đường giải thoát là cư sĩ nhiều. Cư sĩ nhiều. Vì sao? Cư sĩ quý vị có một cái nhân duyên quyết định được chuyên tu. Dễ gì quý vị tự làm, tự sống. Nên quý vị có thể quyết định được cái việc chuyên tu quý vị dễ hơn. Tại gia đình mình mà. Quý vị không dính một tổ chức. Không dính một tổ chức. Nên quý vị có thể quyết chí quý vị niệm Phật, không ai cản trở quý vị hết. Hiểu chưa? Đó. Nên ngày Hoàng Niệm Tổ ngài nói về sau hàng cư sĩ thành tựu rất nhiều. Nhưng Đức nhìn thấy, ví dụ như
nhiều vị cư sĩ, nhiều nhóm người ta tập trung người ta tu đó, giống như mà giờ này mà diệu thấm cái bè vậy đó, ta tập trung ta niệm Phật, thấy chưa, ta tập trung ta tu, ta có phương pháp tu, ta tập trung ta tu ta tập trung ta tu. Còn có nhiều người quý vị biết rằng đi tu nhưng mà không được có thời gian để quân tập tu. Nè Nhân Đức 15 năm nè, tuy là khuyên người niệm Phật đó, nhưng mà công việc Nhân Đức quý vị thấy rõ ràng rồi đó. Đó. Chứ Phật A Di Đà ngài thấy mình cũng có trách nhiệm gì đó, công việc gì mới, ngài chuyển xây một cái mình trở thành cư sĩ. Bây giờ mới có được thời gian một ngày tu với vị năm thời nè, rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật, đi lên đi xuống cầu thang, đi xuống đi lên cầu thang niệm Phật, đi lên đi xuống cầu thang niệm Phật, cứ đi vòng 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 phòng niệm Phật, nó mới có được thời gian quân tập này mà ngồi nói chuyện với vị gì nè, nói chuyện với vị gì mà nó có cảm giác nè, thấy không? Chứ lúc trước vị thấy nói bao nhiêu cái phương tiện đấy chưa, tại vì cái quân tập nó không nghe câu Phật hiệu, nên khi nói chuyện nó mở rộng phạm vi ra quá rộng luôn. Cuối cùng quý vị nghe thì thấy vui, nhưng nắm thì không nắm được mục tiêu. Còn bây giờ những đức nhắm ngay mục tiêu cho quý vị, hãy cố gắng lên, hãy siêng năng niệm Phật, tới giờ tu sắp xếp được vô lễ Phật thờ. Cố gắng quý vị ơi, đừng để lỡ qua thời gian quý vị à. Cũng mừng đó, mỗi thời tu cả ngàn người tu, giờ này thôi cả ngàn người tu, thấy không? Đây là quá thù thắng đó. Nhưng mà bây giờ mình không phải tu cho qua lo đâu nghe. Ví dụ như cô Diệu Minh đồ Bến Tre đồ, giờ dù giờ ra nước ngoài sống với chồng rồi, nhưng mà phải siêng năng niệm Phật nghe. Nó phải cố gắng phát tâm cầu sanh cực lạc cho mạnh. Mỗi người mình ở đây phát nguyện cầu sanh cực lạc cho mạnh. Ví dụ như cô Chi rồi đó, ở nhà chồng đi làm ở nhà cố gắng mà niệm Phật. Nó đừng có lo nhiều việc quá, niệm Phật đi, nó vui rồi, cái gì nó cũng đặc biệt. Giống như Liên Phúc đồ, Tệ Thương đồ, mấy bà này Thủy đồ đó, Diệu Phổ gì đó, nhiều cô này, Kim Quy Kim gì đó, đó. Nên từ nó đó mà nhiều cô mình đọc không hết nổi, nhưng mà đại diện số cô cố gắng lên à, có một thời gian tu mỗi ngày không phải để qua lo đâu, không phải tu chú cầm chừng chơi đâu, không phải đâu, mà Diệu Ngọc đồ và chuyển đâu đó vô trường học dạy với ngồi niệm Phật được, chứ phải ngồi nghiêu ngao đâu. Ừ. Từ nơi đó bây giờ mà nhận thức ra tới ngoài này mà tu một ngày năm thời với quý vị luôn mà còn không cố gắng nữa, đòi hỏi gì nữa. Nên con người mình nó kỳ cục ghê, không gặp thì kiếm tìm lo âu, còn khi người ta tu rồi cũng không chịu tu, nó không biết tìm cái gì luôn. Con người mình là nó kỳ cục với quý vị ơi đó, chỉ cần thấy người ta tu được gì thôi là mình mừng rồi. Con người ai mà không gặp sự cố trong cuộc đời, và khi ta gặp sự cố mà ta tiếp tục ta tu gì là điều quý lắm. Cái người mà hướng dẫn mình tu, họ mà gặp sự cố mà họ chịu tu gì là đúng, là quý vị phải thấy rằng là điều đó là quý vị nói phải mừng. Có nhiều người ta gặp sự cố ta mất tích luôn, quý vị thấy chưa, ta biến luôn. Cũng hướng dẫn mình niệm Phật, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp khó tin, mà tu môn tịnh độ là tu có thể một đời thành tựu. Đã một đời thành tựu thì cái cảnh giới của thiên ma cũng đâu đơn giản, dễ để bị yên để bị thành tựu làm Phật hả? Nên ngăn với bị từng con đường chặn với từng con đường chứ bị thử cái tâm quyết bị cỡ nào. Mà Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng nói để chứ, nó bị ngăn chặn như vậy coi lòng tin Phật của nó cỡ nào. Khi nó tin Phật đến mức cực điểm rồi, như như bất động rồi, lúc đó thì cảnh giới thiên ma đến đụng không được nữa. Vì sao? Vì nó đã quyết định tu hành cầu sanh cực lạc rồi, các ông đi chỗ khác đi, đừng có đụng tới nó nữa, hiểu không? Nên mình á, là mình bị ngăn chặn, mình bỏ cuộc. Nên nhiều người cũng hướng dẫn tu, quý vị thấy khuyên niệm Phật cũng dữ dằn, quý vị thấy chưa, gặp nạn một phát rồi là mất tích luôn, hiểu không, tích luôn đó. Nên nó có những người mà gặp những đứa con nói thôi im lo tu luôn đi, đừng có xuất hiện gì hết. Những đứa nói chừng nào xuất hiện đây, trong cuộc đời này mà cõi đời vô thường, mà có khi mai chết
cứ đem cái mặt chai mày đá ra khi người niệm Phật, đừng có sợ, đừng có ngại gì chứ. Dù cho tiếng tai tai tiếng gì, nhưng cái mặt này, đem cái mặt này ra khuyên người niệm Phật nó, sau này quý vị có bản lãnh đó đi, có bản lãnh mà khi quý vị gặp sự cố bị tai tiếng đó mà quý vị dám trường cái mặt quý vị ra vì cái khuyên người niệm Phật á, nó quý vị làm được điều đó đi. Cái điều đó không dễ làm đâu. Có những người gặp những đức nói rằng họ nói gặp họ là xỉu, gặp họ là xỉu luôn, không có dùng dãy gì nổi, không ăn uống gì nổi. Nó, đúng ra quý vị phải thương những đức dữ lắm, không phải chuyện giỡn đâu. Tại vì sao? Vì con người vậy là cũng quá mạnh mẽ rồi quý vị ơi. Nó trong những cái khó khăn, trong cái sự mất mát, trong cái sự tai tiếng, trong những sự việc mà gọi là nghiệp chướng đổ xuống, ập xuống không không nhẹ đúng không? Nhưng mà vẫn quyết tâm. Nó quyết tâm. Có khi nói chuyện gì có những người người ta cũng quý mến, nhưng có những người người ta cũng cười. Nói, đã cái này cái kia gì mà còn nói cho cố vô, đúng không? Có những người người ta cũng mang cái tâm vậy chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nhưng mà bản thân mình sống trong cuộc đời này phải làm cái việc tốt, phải tiếp tục mà làm, khuyên người niệm Phật phải tiếp tục mà làm. Tại vì một ngày nào cái mặt này cũng không còn đâu, nó cũng đất chảy cho đất, nước chảy cho nước, gió chảy gì cho gió, lửa chảy gì cho lửa. Bây giờ mà không đem cái mặt này ra để mà khuyên người niệm Phật thì để chết đi uổng, uổng phí khi đến với cuộc đời này. Nên những đức nói rằng những đức đến với cuộc đời này những đức phải làm. Nên lúc bình thường những đức nói với vị là cái mặt những đức chai rồi, nên những đức không có còn ngại ngùng gì hết trơn á. Nên cái gì những đức cũng khuyên người niệm Phật hết trơn á, cỡ nào những đức cũng khuyên người niệm Phật hết trơn á. Ai mượn quý vị ngồi làm chi, đức nói hoài đó. Ngồi thì như đức nói à, nghe em nghe kệ vị. Nhưng mà một ngày nào quý vị sẽ gặp, quý vị sẽ biết là không có đơn giản đâu, đúng không? Tu hành phải gặp sự cố trở ngại, trở ngại mà niệm Phật mới biết được tín nguyện hay không. Nói bị nhớ kỹ nghe, đừng có nói là tôi tu suôn sẻ, tôi tu thuận tiện ngon, không nói lên gì chứ nghe. Quý vị nhớ kỹ nghe, đường tăng tu giỏi nên mới nhiều nạn, mình mà có bản lãnh thì mới có nhiều sự cố, còn mình yếu quá thì mình chưa có gì đâu. Quý vị thấy cái câu chuyện nghịch duyên chưa? Trùng trùng luôn ta mới về cực lạc đó. Mình cũng không cầu điều đó, nhưng mà quý vị cố gắng tu đi, từ từ sẽ đến với quý vị thôi, không ai chạy thoát đâu. Nhưng mà phải vui trả để về cực lạc. Con bất hiếu, chồng bỏ, vợ bỏ, sự nghiệp tự nhiên tan tành, thuận tiện vậy đó mà tự nhiên bây giờ tu hành, tự nhiên cái muốn sanh cực lạc, cái tự nhiên cái nhiều việc đến với mình, đủ chuyện đến với mình chứ. Vì sao? Vì quý vị muốn về cái thế giới cực lạc, chứ không phải quý vị muốn ở cõi ta bà này, hiểu không? Nên quý vị phải tin điều này. Người mà thật sự muốn sanh cực lạc đó, nó chung 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 vậy đó, nó ngăn quý vị chặn đầu này chặn đầu kia quý vị. Nhưng quý vị chỉ cần có cái tâm sanh cực lạc cho mạnh, cái tâm sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh, nghe không, sẽ vượt qua rồi mọi việc cũng sẽ qua. Rồi rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi quý vị. Nó. Nên á, cái gì chứ nên đứa muốn sanh cực lạc cái đứa gan, giờ nó gan lì luôn. Tại vì sao? Giờ không còn gì nữa chứ quý vị, giờ không còn gì nữa chứ, bây giờ phải gan thôi, còn gì nữa chứ, cũng như vậy, ăn nhờ ở đậu rồi không còn gì nữa chứ. Giờ chỉ còn niệm ai với đạo Phật thôi mà không niệm nữa, còn cái gì mà không gan. Nên những đức nói bây giờ cơ hội giảng sanh những đức cao dữ lắm, nhìn lại không còn gì hết đi biết. Nó là chỉ nói cho vị nghe đó, vô thường ghê chưa. Nó nhớ hôm nào đó vị biết không, đi qua bên chỗ này là ta chạy ra ao 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 ra tới rồi, qua chỗ kia chạy ao ao ra tới rồi, qua chỗ nọ chạy ao ao tới rồi. Còn lễ lọc quý vị thấy kinh chưa? Những thức đi đâu giống như mà kinh lắm. Thì coi là đi, phải không? Nó bây giờ ngồi trong cái phòng nhỏ nhỏ, nhà của người ta. Thấy không? Còn cái gì mà không niệm Phật? Bây giờ mà còn á,
không phiên bị niệm Phật nữa là yếu quá. Thì thấy chưa, dù tôi như thế nào chẳng hạn tôi cũng phiên ta niệm Phật. Ừ, tôi nói sau này mà ai mà như tôi mà làm điều này đi rồi sẽ thấy à. Nó thời gian này cũng số người gặp những đức nói quá ghê, quá ghê, gặp tôi là xỉu, không thể nào nói ra lời, không thể nào nói được gì hết luôn quý vị ơi. Nó từ đó đó tôi lúc nào cũng háo hức cái chân quý vị, về niệm Phật là tôi háo hức, không nói vòng vo chứ. Cuối cùng đi rồi sẽ biết. Nên nó quý vị nhớ, quý vị về thế giới cực lạc á, quý vị sẽ thấy có tên những đức ở trên đó, bự chà bá ở trên đó cho quý vị biết. Ai mà về trước đi rồi sẽ hết hồn. Y ra thì ra là cái tên của ông này ở đây bự như vậy đó. Thì biết cái tên bự là cái tên không đơn giản đó nghe quý vị. Thường á, là cái tên nho nhỏ là mới phát tâm thôi. Còn cái tên mà quá bự ở trên đó lên là thấy liền. Cái tên nó ở ở trong một cái vườn hoa sen đó đó. Mà tự nhiên bị lên vì thấy cái tên ai bự nhất là vì biết người đó không đơn giản. Về ai về trước đi rồi sẽ tự biết. Thì ra thì ra cái ông này ghê quá, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà phải dũng mãnh lên, phải vượt qua cái khó khăn, đừng có quê, đừng có mắc cỡ gì chứ nha. Niệm Phật á, người ta cười mình mặc kệ người ta, đừng có mắc cỡ, vì thế giới cực lạc đang đợi mình bạn ô, thế giới cực lạc đang đợi mình, yên cứ nghĩ vậy đi. Nó những đức bị bao nhiêu tai tiếng, bị bao nhiêu người chửi, như đức kia nói đức cô, thế giới cực lạc đang đợi mày đức cô. Mày không được tức, mày không được sân si với họ, mày không được buồn họ nghe, thế giới cực lạc đang đợi mày đức cô. Phật A Di Đà nói con gắng lên, con gắng lên, gắng lên, thời gian đó thôi, ta xuống rước con, đừng sợ đức. Nó dạ cô cố gắng nó. Nên khi những đức mà về thế giới cực lạc là Phật A Di Đà ngày gặp những đức này nói con đúng là dũng mãnh thiệt. Thật sự mà nói ta ban cho con chiếc áo giáp đúng là xứng đáng thiệt. Thì sao được chiếc áo giáp Phật cho nên trong cái cõi này phải gan dạ dũng mãnh, dù gặp sự cố chung chung nhưng mà phải mạnh mẽ, gan dạ lên, phát tâm về cực lạc cho mạnh lên. Nó bây giờ cương vị gì ở đây bây giờ cũng là giả tạm đi, về cực lạc mới thật. Nó đó là cái lời rất chân thật đó quý vị. Mong quý vị đừng có còn buồn giận ai để trong tâm nữa nghe. Nhớ nghe, xóa sổ cái tâm buồn giận đi, xóa sổ cái tâm thiệt thòi đi. Hãy sống thật là tốt đi. Hãy sống nhiệt tình đi, đừng có thấy mình thiệt thòi. Để mình về thế giới cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật.